Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Đông Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có 2 miếng đất nền đang bán, tổng diện tích là 250m², trong đó là có 100m² hữu cư. Chủ kêu giá là 550 triệu, để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đường trước đất của mình thì hiện tại là đường tầm khoảng 1m đến 1m2. Thì đường này là đường xe máy thôi nha. Ở phía trước này là đường tỉnh lộ 864 nè anh chị, đó sát bên luôn. Mình cách đường tỉnh lộ là khoảng 70m, tầm khoảng, nói chung là khoảng 70 đến 100m thôi là sẽ tới đường tỉnh lộ nha. Đây là xe chạy nè anh chị, đó đó là đường tỉnh lộ á ha. Thì mình đi ra tới đường tỉnh lộ này, nếu như mà anh chị rẽ xuống cái hướng rẽ phải xuống dưới đây là mình sẽ về chợ Phú Phong, còn nếu mà mình rẽ trái ngược lên là mình sẽ đi lên chợ Tam Bình nha. Thì ở đây nếu mà anh chị đi xuống tới chợ Phú Phong trung bình là khoảng 1 cây số thôi, là khoảng 3 phút thôi, sát bên nè ha. Thì miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là ở bên đây nè. Đây là hai nền đất ở đây nè. Thì mỗi nền là 250m², trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 8m2, còn chiều dài vô là khoảng 30 nha. 30 là sẽ tới giáp cái mí tường của cái mé bên kia đó anh chị. Ở bên đó là hình như công ty hay là cây xăng gì đó ở bên đây nè. Thì ngang là 8m2, dài khoảng 30, có 100m² thổ cư, giá là 550 triệu một nền. Thì hai nền đó là cái diện tích là nó cũng như nhau thôi, là 200m², 250m² ha. Thì cái nền thứ nhất là mình sẽ được tính từ ngay cái khoảng mà giáp với mé bên chắc là cái nền thứ nhất là nó sẽ ở cái khoảng gần cây cột này nè. Thôi coi như là giáp ở đây nha anh chị, mình sẽ đo dài qua bên đây. Thì cái này chủ đo đạt tách thửa rồi, có bản vẽ luôn rồi nha. Đây thì cái nền thứ nhất á, 8m2 là nó sẽ tới ngay chỗ cái gạch sơn đỏ này, rồi chạy dài xuống tới cái mí dưới kia là 30. Rồi cái nền thứ hai là sẽ bắt đầu từ ở đây, mình sẽ đo dài qua tới bên đây nữa ha. Hai nền là diện tích bằng nhau hết, là khoảng 250m² nha. Đây tới đây là cái nền thứ hai nè anh chị, chạy dài xuống tới ở dưới kia. Ở dưới đây là có một cây trụ ranh giới nè. Đó anh chị có thấy cái cây trụ cọc này không? Đó cây trụ cọc này nè. Thì ngang là 8m2 nha, chiều dài là khoảng 30, thì có 100m² hữu cư, chủ kêu giá là 550 triệu nha. Cách đường tỉnh lộ 864 có tầm khoảng 70m thôi. Xung quanh đây là công ty cũng rất là nhiều luôn ha. Mình đi chợ thì mình có thể đi chợ Phú Phong thì sẽ rất là gần luôn, khoảng 3 phút thôi. Đất hiện tại là vẫn còn trồng sambuche nè. Sau này về nếu như mà anh chị muốn trồng tiếp thì mình trồng, còn không thì anh chị có thể chặt bỏ đi để mà mình cất nhà cũng được ha. Có sẵn 100m thổ cư luôn rồi nha. Ngang là 8m2, dài khoảng 30, có 100m thổ cư, giá là 550 triệu. Đất thì cũng khá là cao ráo luôn, nói chung là đất cũng đẹp lắm nè. Đất thịt không à, trên đất là không có mồ mả gì hết, nhưng mà giáp ranh ở bên hàng xóm thì có. Để em chỉ cho anh chị xem nha. Đây, ở bên đây nè. Đó, bên giáp ranh hàng xóm ở bên đây á, đó anh chị, là có mã của hàng xóm nha, chứ còn ở trong đất mình là không có. Ở đây là điện nước wifi có đầy đủ hết luôn. Xung quanh rất là nhiều công ty luôn, những tiện ích xung quanh á mà mình đi là tầm khoảng 5 phút thôi. Chợ hay là trường học, ủy ban á. Thì để bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nha. Trước tiên thì đất của mình là sẽ nằm ở hướng Tây nha anh chị. Đây cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đó sát bên đường tỉnh lộ 864 luôn ha. Đây là cái con đường đi phía trước đất của mình nè. Dân cư xung quanh đây cũng rất là nhiều luôn. Công ty đồ há nhà thì cũng san sát nhau thôi nè. Mình đi lên đây thì mình đi ngược lên cái hướng của chợ Tam Bình ha. Nếu mà mình đi xuống đây là sẽ đi xuống chợ Phú Phong nè anh chị. Từ đây mà mình xuống chợ Phú Phong là tầm khoảng 1,2 cây số á. Mình đi là khoảng 3 phút thôi nha. Để em xem thử từ đây mà anh chị lên tới chợ Tam Bình thì chắc là nó sẽ hơi xa. Mình đi lên là trước tiên là mình sẽ có một cái chợ nữa là chợ Hai Tân, chợ Cống Hai Tân nha. Từ đây mà mình lên tới ngay chỗ mà chợ Cống Hai Tân á là khoảng anh lấy cái điện thoại trong bước.
Là tới chợ Cống Hai Tân là khoảng 2,9 cây số nè, mình đi là khoảng 5 phút nha. Đó, mình đi là 5 phút thôi, thì hoặc là anh chị có thể đi chợ Phú Phong cũng được luôn. Còn từ đây á, từ đây á mà anh chị lên tới ngay chỗ chợ của Tam Bình á, thì chợ Tam Bình á là ở đó là sẽ có trường học, có ủy ban, có trạm y tế đầy đủ hết luôn. Là mình đi á là tầm khoảng 5,2 cây số. Mình đi 8 phút thôi là mình sẽ tới ngay chỗ chợ Tam Bình nha. Mình đi sẽ xa hơn á, nếu như mà mình đi học á thì mình có thể cho con mình đi học ở chợ Tam Bình hoặc là ở đây gần Phú Phong cũng được. Nè, ở Tam Bình thì có chợ nè, có thư viện, có cây xăng, có trường học đồ luôn nè ha. Có công ty, có đầy đủ luôn. Này, rất là nhiều luôn ha. Công ty đồ nè, nhà dân đồ, nhà san sát nhau ha. Chợ Phú Phong là sát bên luôn, mình đi có 3 phút thôi. Còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị về thành phố Mỹ Tho á, từ đây mà về thành phố Mỹ Tho là 19 cây số nha. Mình đi là 32 phút thôi là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho ha. 19 cây số. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là 76 cây số nha. Mình đi là 1 tiếng 50 phút thôi, 76 cây số là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha. Đất của mình á là nằm ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì đất là nằm trên mặt tiền đường đan công cộng khoảng 1m2. Đường này là đường xe máy nha. Nhưng mà mình cách đường tỉnh lộ 864 có tầm khoảng 70m thôi. Từ vị trí đất mình á nhìn ra là thấy đường tỉnh lộ luôn nè. Xung quanh thì công ty đồ rất là nhiều luôn. Tổng diện tích đó là khoảng 250m2. Chủ kêu bán hai nền nha, một nền hai nền là đều có diện tích bằng nhau hết, ngang là khoảng 8m2, dài là khoảng 30, có 100m2 thổ cư mỗi nền luôn. Chủ kêu giá là 550 triệu. Giá cả thì anh chị cứ đi xem xong rồi mình gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nếu mà anh chị có quan tâm á, thì mình có thể liên hệ cho bên chị Quyền Trang ha. Tụi em dẫn anh chị đi xem đất trực tiếp luôn, rồi mình sẽ gặp chủ đất để thương lượng về giá cả luôn cho nó dễ ha. 250m2 nha, bề ngang là 8m2, chiều dài là khoảng 30 ha. Có 100m2 thổ cư luôn, giá là 550 triệu. Rồi thì bye bye anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em.